rồi bây giờ tới cái lá thì các anh chị nói tại sao cái lá quan trọng. Thì thưa các anh chị dồn nghĩ là cái không phải là cây lan của mình mà mấy cây ở ngoài cũng vậy, nói chung là cây mình nha. Các anh chị thấy là trên này nó lan đúng không? Lan ở dưới này nó nhám đúng không? Mà nếu mình lấy cái kiến lúc mình rọi mình thấy nó có lỗ đúng không? Đấy thì thưa ở trên này là để nó lấy điện mặt trời quang hộp, mình gọi là quang hộp, nhưng mà mình nói cho các anh chị dễ hiểu đi là tiếp thu điện. Thì đây nè, các anh chị biết cái pin mặt trời không? Biết cái gì? Thường thường ta để nóc nhà để nó ánh sáng mặt trời rọi xuống cái nó lấy điện, nó biến ra điện, nó xuống nó trữ cái bình ắc quy để ban đêm người ta coi tivi thắp sáng đúng không? Thì thưa các anh chị, mấy ông nội bắc học Mỹ với lại Do Thái người ta nghiên cứu từ cái lá cây mà ra. Thì thưa cái tế bào lục diệp này nè, đây là một cái chức năng tích điện, nó là một cái tế bào quan điện cho cây mà các anh chị không biết. Còn phía dưới này nè là cái lỗ thở giống lỗ mũi mình, bây giờ thì nó đông. Tất nhiên là nếu mà các anh chị treo ngoài vàng, nhiệt độ càng cao thì ở dưới này khí cầu đông chặt, chứ mấy nước ở trong cái lá này trào ra hết, anh tiêu, anh giữ chặt lại. Nhưng buổi chiều nhiệt độ hạ thấp, độ ẩm hơi nước đưa lên, anh mở ra hô hấp và đưa những cái gì mà sau khi tiêu thụ xong như là phân bón hay nước nó có cái tạp chất này anh thải ra ngoài, anh hút cái oxy để chi hôm sau là nó tăng trưởng tế bào nhân chứ, phải không? Nhân bào đó. Thì các anh chị như vậy thì ban ngày ở dưới này đông, ở trên này mở, ở trên này cái chất láng này nè, thấy không nè, ở ngoài khi mà cái lá khô các anh chị thấy là nó có cái màng mỏng giống như dưới huyết này. Đấy, đó là một cái polymer của thực vật thẩm thấu, phải không nè, để nó bảo vệ cái lục diệp bên trong. Nếu nó không có cái lipid đó thì thưa các anh chị, nếu mà các anh chị có cái đồng hồ điện tử mà microvolt thì các anh chị lấy một cái đầu đỏ ghim vô, rồi cái đầu đen ghim xuống đất ăn một cái đầu dương vô, thì các anh chị đừng nói đưa cái đèn này, gần cái đèn này đó nè, đưa gần cái đèn rọi vô cái thấy cái volt nó là các anh chị kéo ra và tắt đèn cái volt này, cái đèn kim không xuống mất điện. Như vậy thì thưa các anh chị, cái mặt trên của cái lá là một cái pin quang hộp để lấy điện mặt trời làm điện cho mình, để dẫn phân và nước tự dưới rễ này đi lên. Chứ nó mà phân và nước không có tự động đi lên được, phải có điện. Mà đây là thu lượng điện năng là cái lá. Bởi vì tại sao cây nhiều lá, cây ăn phân nhiều trong một thân? Bởi vậy tại sao cái cây đơn thân này ăn phân nhiều, không nói rồi, nó có thân mà, tại sao ăn rô này nó nhiều thân mà lá ăn cũng chung dưới này? Các anh chị coi coi ăn rô nó cây đa thân nhưng mà nó nhiều lá không? Nó có giống cây cát này không? À, giống cây vũ nữ không? Không, có nhiều thằng ăn rô nó cao gì mấy chục lá, đúng không? Tất nhiên là cái cấu trúc lá của cái cây mà ăn rô á, nó giống như là cây đơn thân, tuy là nó là cây đa thân bản năng. Thành thử ra các anh chị mình lưu ý cái gì đấy. Như vậy thì cây mà rớt một lá là các anh chị mất một cục pin mặt trời. Như vậy thì thí dụ như anh nội này ba lá năm năm dưới năm là 10, mà ở này các anh chị làm rớt ba lá còn cái cùi ở này anh còn có 7. Thì như vậy nếu mà các anh chị tưới 2 gram cho một lít nước phân thức ăn ấy, đưa vô, nếu mà 10 lá này vô đủ thì cây nó giỏi, hôm nay ăn đủ. Nhưng giờ móc 3 nồi này đưa 2 gram phân vô, nó ăn không rạp rưỡi mà nó phải nuôi 3 tạng hết nè. Thì các anh chị thấy không, thì như vậy thì nếu mà thiếu á, thằng này không có lá luôn thì ông nội này đương tăng trưởng, đương còn lá nữa nè. Thì nếu mà ban đầu các chị đưa thiếu thì ông nội này nè, cái lá này nè, ban đầu cái lá dưới này nó nuôi ông nội nè, ông nội này nuôi ông nội nè, nó đâu có để cho con nó thiếu đâu, tuy là nó là mẹ
rồi từ từ cái nó rớt cái tới ông nội này. Tháo này nuôi ông nội này càng lớn mà mình đưa nó không đủ, tháo này thì buộc lại cái dự trữ của nó này đưa ở trong này cái rớt lại cứ thế. Thì như vậy á, cái chế độ phân hồi như các anh chị mới về thí điểm cây này, bây giờ tôi nói thực tế luôn nha, ở bên Thái Lan nhập về cho mình ở bên đó, nếu mà cái cây 6 tháng tuổi từ ở trong mô ra, bây giờ nó ăn 400 rồi, mà về các anh chị quất ra thế là nó rớt rồi, đúng không? Rớt từ từ ra, cây nó đâm cây con cái nó ra rồi rớt nữa, mà cứ ra rồi giữ. Bây giờ ban đầu á, hồi nhập về nó chỉ có vậy thôi, nó chưa có vậy phải không? Đó, hoặc nhiều khi nó có hai cặp mà. Đó, như vậy thì mới về thì các anh chị mình cho ăn rau, tôi cũng đồng ý. Chứ bên là Thái cỡ này là ai rau đó này, giờ cho ăn rau đồng ý. Nhưng mà nay mai thằng con này lớn lên khỏi này mà đó này, đúng ra là phải 2 năm rưỡi, đúng không? Rồi cái thằng này nó lớn lên cái nó đẻ con đó này, con phù ra mà dẫn 2 năm, cái nó lớn lên vậy dẫn 2 năm, thì cái thằng này nè, ban đầu cái thằng này chứ, cái thằng mà mạnh nhất này nuôi không đủ, con nó cần sức lớn mà anh rớt cái tấn này thêm cộng nữa là 4, mà mình dẫn thứ hai thì nó cứ rớt, và cái sau nữa thêm thằng nữa là 5, dẫn thứ hai thì tiếp tục cái thằng này rớt nữa, phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ, bây giờ tôi tự mà nhỏ này giờ có gia đình chưa con? Rồi còn có rồi, có đứa nào chưa? Có rồi ha, giỏi. Rồi bây giờ tí tỷ nhau đó, con với ông xã mới lấy nhau, bây giờ thầy ví dụ ha, ông xã con là đi làm mà lao động, cái tỷ như là phụ hồ hay là cái lương ít lắm, mà bây giờ hai vợ chồng mà thì cái lương phụ hồ đủ một ngày mua lon gạo, thì hai vợ chồng mỗi người 2 chén, đúng không? Rồi qua sinh năm cái loại này nữa, phải không? Bây giờ đứa nhỏ còn bú mình nói đi, thấy không nè, nhưng mà tới 2-3 tuổi nó biết ăn nè. Nhưng ông xã của con vẫn đi làm, cũng có lon gạo. Thì bây giờ thằng kia nó biết ăn rồi, mà bây giờ có lon gạo mà chồng 2 chén, vợ 2 chén, thôi thôi em ơi, giờ con anh này cái sức anh làm rồi đó, thôi giờ mỗi đứa sớm cho rửa chén cho con đi đó nè. Thì đương nhiên con thà con hy sinh chứ đâu để con nói đâu. Rồi mỗi người sớm rửa chén, ông chồng vẫn đi làm, con vẫn ở nhà nội trợ này nọ cũng lao động, bắt đầu hoài rồi nha, hai dạng hai chén có sức, bây giờ bước con chén rồi à, hoài nghe, cái qua giờ 1-2 năm nữa loại đứa nữa, à, cái đứa biết ăn nữa, xã đi làm, phụ hộ cũng có lo, ha ha, thôi em ơi giờ thôi mỗi đứa mình xót cho nửa chén thôi, cho thằng thứ hai nha. Chứ giờ anh chỉ sức anh cỡ đó thôi, anh cũng nhập của anh thì cũng đồng ý thôi. Vậy thì vợ chém, chồng chém, bắt đầu là suy rồi, mà bắt đầu là đi là quái rồi nha. Ông nội kia là kêu phù hồ đẩy xe mà cũng kích hết nội rồi, trời ơi thay quốc 2 chén 3 chén, em giờ con chén nha ông nội ơi, từ sáng tới chiều con chén để cho hai con nó ăn chứ, cái sống. Cái nếu mà chịu chơi nữa quốc tìm đứa thứ ba nữa là cái đó quý vị đánh giá còn như thế nào, hai vợ chồng đó sao? Nếu mà vẫn kiếm lon gạo thì đó, cái cây nó cũng vậy. Tại sao con người ta mỗi ngày mỗi thêm một giá hành mà muốn con người ta lớn mà cứ ra lít nước tuần tư là thằng nào ăn nào vậy thì rớt, mà cái thằng con quý vị để ý, cái thằng con này nó không rớt mà rớt mấy mẹ già nè, mà rớt từ dưới lên nè, chứ mấy trên rớt xuống là rớt mấy già trước nè, mấy thằng nào mà ra trước rớt trước cũng nói vậy, cùi rồi cái cây đơn thân này cũng vậy nè, thế này
thay hầu trầm rễ. Bây giờ này nó rễ nó không có tập trung dưới như đa thân, mà thân lên tới đầu rễ đi theo vậy bị đúng. Còn các anh chị làm đầu tiên mà làm không được, ai nói chuyện ăn đi, làm không được cái rễ mà đi theo thân thì tổ rễ là cái miệng ăn mà, đúng không? Đưa vô nước phân bón nuôi ông nội này, hay nuôi toàn bộ được thiếu rễ ở dưới, thay vì có tan cây vậy. Sáu rễ ông nội này có cầm hơn nè, quất vô sao đủ. Đồng ý tưới cho 10 gram đi nữa mà nó vô có 1 gram vô đây mà nuôi cả đám này là làm sao đủ vậy? Thì buộc là mấy ông nội dưới này nè nuôi ông nội này, chứ ở ngoài ông nuôi thì nó phải nuôi chứ sao, nó đâu có để cho cái đoạn này thua đâu. Bởi vì quý vị để ý coi, khi mà cây ở dưới rớt lá, ở trên này vẫn tươi nha, ở dưới này bắt đầu héo vàng, cái rồi từ từ nó tốt vô vậy, phải không nè, đó nó tốt vô vậy là nó từ chú qua bọt để nó đưa, chứ sức đâu nó đưa, nó không qua bọt, nó không biến dưỡng thì cái dự trữ của nó mới đẩy lên đây được. Thì buộc là hai cái lá nó phải xếp như mắc cỡ đấy, xếp lại nó nhăn nó mềm nhưng mà nó không vàng, thời gian nó mới vàng để nuôi lên cái đọt, rồi cái từ từ cái nó rớt từ từ. Hồi nay trồng cây mocara đi khoe hàng xóm, tôi trồng mới còn 1.5 mét à, trời giỏi dữ vậy, đứng ngoài thâu rồi xanh hết nhưng mà vô tới trong nó 1.5 mét nhưng mà chỉ có 4 thật là có lá, còn dưới này xà lọn, dưới này củ lũi hết trơn. Vậy mà đi khoe đi nổ không nè, trời ơi vô cây cao nhẹ tầm người thấy không, tao trồng giỏi nghe không, vô dồn con khúc lá còn dưới này rồi lũi ra không có cái miếng quần nào trên, trời ơi loài cặn loài chừng lông lá còn lông vậy mà khoe, không có gì nghĩ cả. Thì vậy thì đòi hỏi sao mà bông, thấy không, trời ơi vô dồn ở dưới này vậy cái lá nó vàng chặt nè, bệnh đốm tùm lum thì đương nhiên rồi, thiếu ăn thì nó bệnh, con người mình cũng vậy đúng không? Đó thì bây giờ cái lá làm sao các anh chị đừng để cho nó, mà muốn được như vậy á thì thứ nhất là đã phát triển, nếu mà cây đơn thân hãy ra hai lá là tăng dích liệu thật, hai lá dích liệu thật. Nhưng mới về này các anh chị mới nhập cây này về, hai ra một lít liền cho tôi, nếu mà chết tôi đền, nếu mà nó cháy thân làm thân tôi đền đó nè. Chứ các anh chị đưa một ra mà tuần tư lần này là rớt là chết. Nhưng mà đầu tiên muốn cho nó ăn phải làm cái rễ trước cái này, tạo cái miệng trước cái này. Chứ trời ơi nhập cái cây về lá không, không có cọng rễ mà phân phan vô nó ăn chỗ nào. Đừng nói ăn qua lá nha, ở trên nó quan hộp, ở dưới này nó thở nha, không có ăn phân bón gì mấy ông nội này hết á. Đừng có đè đầu của người ta xịt vậy, chứ cái rễ để làm vậy, không ra để chơi. Có cây nào mà không rễ sắm không? Cây hổng lá nó sắm nè, nó còn đâm lên cái nhánh khác. Đừng nói đủ thừa mấy ông nội bác phân nha. Đây phân bón lá, cái này là nhà này dặn mình bón cái lá còn cái góc cõi đè đầu cái lá quýt chết mẹ. Thằng nhỏ ở dưới nhất là mấy thằng rô rễ nó ra vậy, nuôi làm ngon lắm, làm rễ của nó là khỏi chê mà, nó hở họng lên trên trời, trời ơi phun phân ở trên trời không, ở dưới này nó trời ơi nó gạt mình tắt. Vậy nói tại sao cây tôi đói, cây tôi thiếu ăn, cây tôi rớt lá bệnh tùm lum tà la, thấy không? Trời ơi cái phân bón lá là các anh chị nên hiểu là để nó phân biệt giữa cái bón gốc và bón lá. Bón gốc là những cái phân viên tan chậm người ta rải, còn cái phân này là nó hòa với nước thành dung dịch mình phun, mà phun ở rễ chứ không phải ở lá, thấy không? Thì như thế này để cho nó giảm á, thì thường thường á là các anh chị tưới nước trước để khỏi hao phân. Các chị đừng nói thôi thầy ơi đừng suối, tưới nước rồi mẹ uống nước nó no rồi lấy gì đang phân, không dám đâu. Phải phân quý vị phải thay với nước không? Nước là nước còn phân là chất, nó không liên quan gì với nhau. Chính cái nước là mau dẫn để đưa phân vô trong cây, chứ còn phân cái hộ phu queo gì làm sao nó vô,
nó phải hòa tan với nước chứ, phải không? Thì như vậy á, sáng ra mà cái cây mình đưa khô á, mà muốn tưới cho nó ướt thì thân nào chịu cho nổi quý vị. Mà quý vị tưới hạ tiện chút xíu nó khô rồi, mà phân nó khô á, cái nước phân mình pha nó khô thì nước bốc hơi đi, nó chưa vô cây kịp, mới hạ hầm ra, mới vừa tính bát này cái khô, nó thành cái hộp, phần đầu nó nước như vậy, vô còn vô, nó tính bát cái tự nhiên cái nắng nước bốc hơi cái loại hết ra, loại cái hộp muối mà giống hồi mình chưa pha, chết mẹ làm sao đó, thôi, tháo nè, rồi cái hộp muối nó là axit mà, nắng lên cái anh nóng, cái anh nằm mà chỗ nào nè, anh nằm cái lá đây, cái nóng lên anh axit mà, nó giống như lúc mình chưa pha đó. Cái nó nóng cái nó lủng lộ đó, cái nó đen đen, nó lủng đó, nằm đó. Cái dài ba bữa mình phun cái nữa, cái nó lủng nữa, nó nằm đó. Ủa sao kỳ, cái tôi tự nhiên từ hồi cha sanh mẹ đẻ giờ sao nó mặc rổ không vậy ta? Chắc bệnh chết cha, bệnh thăng cư ra. Hết hồn thấy tự nhiên cái lá mình sao càng ngày nó lỗ nó càng đen. Ra chả bán phân, quên bán cây luôn, tự nhiên là cái lá rốt đen. Cái ông nội bán phân, bán thuốc bảo vệ thì dạy cũng sớm sáng. Chết mẹ, tháng thư, bệnh tháng thư, đưa thuốc, mình tháng thư về quốc. Tự nhiên con ta xanh lỗ lỗ thôi, để vậy thôi đâu sao, quốc dạng. Nó có bệnh đâu, nó bị thẹo thôi. Lấy ra cái tả thì ông nội kia thì thấy đốm đen là tháng thư, mà ông không hỏi có ngàn hỏng đâu phải nghề đâu, đốm đen như giống như là cổng chân ngang rồi đâu phải tháng thư đâu. Tháng thư là nó phải bự rồi từ từ nó lan ra, tay người ta hỏi kỹ. Em nói tháng thư nhưng mà nó sao? Dạ có đốm đen nhỏ nhỏ thì ông phát hiện lắm nè, đốm đen trong trời tháng thư quất, còn ta đói anh chơi thuốc vô còn gì biết cây đó. Các vị tính đi, hết cái sai này tới cái sai kia nó cứ dồn dập dẹp tiệm ngàn lan đi luôn, vô toàn là còn nhiều cha con lắm. Trời ơi, thầy vô coi em trầm đã lắm à. Trời ơi, phân em tưới ít lắm, tháng em mới chơi lần mà cây ngon lắm. Mình cũng tin thiệt, mình trời này giỏi ha, mình vô động nó coi, vô dồn đầu lan. Trời ơi đó, thầy không thấy nè, đâu tâm thầy. Trời ơi xanh xanh đó, trời ơi ba cái cây mà cho đẻ đó, ở trong cái chậu này nó mọc cao mọi cái lan vuông, cái nó chạy, nó loại cục này nè. Trời ơi, thưa trời ơi, cỏ cao vậy mà lan ảnh về nâu to. Trời ơi, dù lan em xanh lắm mà cỏ xanh chứ cái cây này đâu có xanh. Ở đây trồng lan mà phải dành cỏ dài dành ra mới loại chết cha không. Hàng chi mà tứ phân tháng tứ phân lần phải rồi, nó nuôi cỏ không à. Thì đó các anh chị thấy, những cái mà mình cho là nó nhỏ nhưng mà thật sự ra nó rất là lớn. Đừng cho nay mai cái công cuộc của mình từ cái cách tưới nước, cái cách bón phân, cái nào cũng quan trọng nữa. Nhưng mà rất dễ làm, dễ xử lý nếu mà mình có bài bản. Các bạn, mình làm cho nó một cái quy trình. Hai nay mai các anh chị có quy trình gì nữa cũng làm cho tôi một cuốn nhật ký. Đó nè, hôm nay 30/10 cộng với B1 thì giờ thứ mấy? Thử rồi 2-3 bữa sau 15-30 ghi vô pha với cái gì, ghi vô đặng tuần sau cô thì làm bóng đẹp quá thật. Các bạn mà vô ý cái thứ gì bóng đẹp ta cũng biết chết mẹ đâu có nhớ, tuần sau mình đâu có nhớ nào 30, 13, 20 chết quên, không biết tại sao cái bóng mình bự mà sao cái kỳ trước nó không có được như vậy, sao kỳ này nó vậy. Trời ơi, quốc tá lạ, mình có ghi chép mẹ gì đâu mà biết. Mình thứ cái gì mà cái bông nó vậy, đúng không? Phải có cái nhật ký, đó là cái kinh nghiệm của các anh chị. Làm liền cho tôi cái chuyện này mà nó không khó, đúng không? Mình phải biết mình làm cái gì trước đó, để sắp tới mình thay đổi hay là mình điều chỉnh. Chứ trời ơi, cứ lọc than, khoan, kiệt mẹ này mày muốn ra sao ra cứ 3-20 rồi cái 15-30, 15-30, 10 quốc phân cá quốc như thế, thằng này lớn thằng thì siêu, cái mẹ mày muốn ăn gì ăn, để nó tao tính vậy mày muốn ăn rồi tới chuyện tết tới trời ơi con đâu vô phòng đứng thở đi phụ nội rồi đi câu ra hoàn tá lạ mình. Nhiều khi vô vừa nói tại sao
bông đang giữ vậy mà quý vị thấy nó nghịch cảnh đó, sắp tới Tết này. Nói quý vị, hỏi quý vị đi, ai bông đều hết rồi nghe, mình không có bông, lát đát về ba cái tới chừng mà xong Tết cái nó răng nó nở, trời đất ơi nó khôn ghê ha, cái vườn lan này khôn ghê à, Tết không nở ra duyên nở trời. Rồi nếu mà kinh doanh thì sao, bán ngay đi phải không, nó phải tập trung ở trong cái dòng mà tháng 12 này. Dòng mình chơi cũng vậy nữa, trong lúc Tết nhất là mình cần trưng bày trong nhà hay là cho bạn bè đồ mượn hay là này nọ, trời ơi Tết nhắn que dồn lá xong mà của người ta bông đầy, trời ơi trồng lan phải đi mua về chứ chết mẹ rồi. Ở nhà trời ơi mấy trăm chậu, đi mua 4-5 chậu về treo còn phải sửa lầm để cầm sao đấy. Thì đây cũng là một cái dịp là các anh chị, cái thời gian này là đúng dịp luôn để tôi đưa chiêu cho quý vị làm một tết, phải không nè. Chứ nếu sớm hơn nữa sợ khi quý vị quên, đây cái tháng 10 đây là cái thời điểm xong cái lớp này quý vị mới về là mới kịp quý vị, chứ không dài tuần nữa thì không kịp rồi, đúng không. Giữa tháng 10 là quý vị phải đọc, quý vị nào mà trồng bông vàng thọ lúc này phải gieo rồi, đúng không. Đấy mà không phải không lan không, mà quý vị ở nhà có mấy chậu mai nè, hôm nay ráng làm sao năm nay mai của mình cho nó ngon lành ha, chứ đừng để mới lặt lá xong cái dài ba bữa nó nở Trung Quốc, hôm nay Tết ai bông răng hết của mình tụi lùi có gì hình coi nó cũng kỳ. Rồi một cái nữa, Tết ai nở nở mình cứ ba cái nụ xanh nó đứng thì qua Tết cũng Tết vậy, nhưng mà Tết đoan ngọ nó mới nở vậy thôi, cầm làm gì, thấy không. Mà thử ra không phải là quý vị chăm sóc theo phòng lan không như tôi nói ban đầu, mà quý vị phải điều khiển những cái cây mà thực vật ở trong chu vi vườn của mình, kể cả cây ớt cây chanh luôn. Ớt là phải cay, tại vì trồng cây ớt thì mình cứ quẹo về này, rồi cứ chấm đen, cứ thui tới thui lui, cặp lại 10 trái ăn không cay nữa. Còn ta một cái nè, trồng ớt xiêm đàng hoàng nha, ăn cái cay xé hồng à, còn mình quất 10 trái không cay, của ta thản nhẹ của mình cứ căm căm nhẹ căm này, lá cứ buồn chết cha bỏ trĩ phun rỡ chết cứ vậy không phải không này. Còn dư phong lan xịt cho mày một miếng coi, con thẳng ra cái cay xé hồng cho coi, chứ giờ ớt kiếm cứ cà sáp đâu ra, phải không, cứ cà sáp mà gặp bệnh mà, đúng không. Nào là H5N1 rồi H1N1 bây giờ tới H6N7 gì ở bên Trung Quốc á, thấy không? Tự nhiên cái mình đưa ba cái bệnh nó về giám, thấy không? Rồi giờ có cái bệnh nữa HN2B mới, có gì nào biết cái bệnh này? Bệnh này khó trị à? Không biết. Trời, bệnh này thông thường quá, sao gì biết biết giờ vậy? HN2B tôi nói rõ luôn nha. Hôi đất hai bên. Thôi nghĩ giải lao đi, rồi mình làm đi. Anh chị đang ký cơm thì em không? Em đặt bên này. Có cái này quá. Đang ký cơm thì em không nha. Chúng ta nhìn chút.